đố bạn biết điểm đến nào vừa có chùa, vừa có đỉnh, có hồ, có núi, lại có hang động nữa? Câu trả lời chính là Chùa Thầy. Chùa Thầy là một ngôi chùa cổ kính, một điểm đến linh thiêng, lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc. Nếu như bạn muốn tìm một nơi thanh tịnh, cổ kính thì nhất định nơi này sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn ghé thăm chùa vào đúng dịp lễ hội, bạn sẽ được khám phá rất nhiều điều thú vị đấy. Hãy bỏ túi ngay kinh nghiệm du lịch Chùa Thầy được chia sẻ trong clip này để có được một chuyến đi hoàn hảo nhất nhé. Chùa Thầy nằm ở chân núi Sài Sơn, thuộc địa phận xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây Nam. Bạn biết không, Chùa Thầy được xây dựng từ thời nhà Lý và là nơi tu hành của thiền sư Từ Đạo Hạnh đấy. Bạn có thể đến được Chùa Thầy bằng xe buýt hoặc phương tiện cá nhân khác. Nếu đi xe buýt, bạn bắt tuyến 73 với lộ trình bến xe Mỹ Đình Chùa Thầy nhé. Còn nếu đi bằng phương tiện cá nhân, từ trung tâm thành phố Hà Nội, bạn di chuyển theo đường cao tốc Láng Hòa Lạc chừng 16 km tới cầu vượt Sài Sơn, sau đó rẽ phải thêm 1 km nữa là tới được Chùa Thầy. Chùa Thầy là một điểm đến du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn, thân thiện với du khách gần xa. Toàn bộ khung cảnh Chùa Thầy khi nhìn từ xa giống như một bức tranh thủy mặc vậy. Bạn cũng đừng quên chiêm bái gian thượng điện, nơi thờ các hóa thân của thiền sư Từ Đạo Hạnh, diễn tả ba kiếp là Tăng, Phật và Đế Vương của Ngài. Lễ hội truyền thống ở Chùa Thầy được tổ chức từ ngày mùng 5 tới mùng 8 tháng 3 âm lịch, trong đó ngày hội chính là mùng 7 tháng 3 hàng năm. Những nghi lễ chính trong lễ hội gồm lễ mục dục, lễ nghinh bài vị Đức Thánh Từ Đạo Hạnh từ chùa thường xuống chùa chung, lễ cúng yên vị, lễ tế, đặc biệt là lễ rước, thu hút sự tham gia của đông đảo tăng ni Phật tử và du khách. Sau khi tham dự xong lễ rước, bạn đừng về vội mà hãy ghé lại gian thượng điện cùng các vị sư thầy và Phật tử trì tụng cầu cho quốc thái dân an, gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thân tâm an lạc nhé. Đến Chùa Thầy vào dịp lễ hội, bạn sẽ có cơ hội được tham gia nhiều trò chơi dân gian độc đáo, sôi động. Thu hút du khách nhất chính là cuộc thi thổi cơm dâng Phật và Đức Thánh Tổ được diễn ra vào ngày hội cuối. Mục đích của cuộc thi là tìm ra những người phụ nữ khéo léo nhất, đảm đang nhất. Bạn có hào hứng muốn tham gia không? Bạn đừng quên ghé qua Thủy Đình, biểu tượng của Chùa Thầy để xem các nghệ nhân trình diễn múa rối nước nhé. Các tiết mục rối được chính các nghệ nhân địa phương trình diễn đấy. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến hội Chùa Thầy rồi. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy lên kế hoạch chảy hội Chùa Thầy ngay thôi nào.